Hello, chào với các bạn, chào tất cả cô bác và anh chị em đến với kênh YouTube Cây Đói Vĩnh Long. Và trước mặt quý vị mình, các bạn mình là đèn xanh đèn đỏ. Ở đây là thuộc về huyện Long Hồ. Và đây là khu nghiệp Hòa Phú quý vị. Thì buổi sáng ngày hôm nay chắc này thì 9 giờ 20 quý vị. Thì trăng đèn xanh đèn đỏ ở khu vực Hòa Phú. Thì nước của con lộ này nó ngập cái gì, thấy không? Xe thì chạy đến cái khúc mà ngập này đó là chạy chậm chậm. Chứ nếu mà chạy mà tốc độ thì nước nó sẽ dạt ra, nó sẽ văng vào mình của người ta ướt hết nha quý vị. Tại vì con lộ khúc đèn xanh đèn đỏ này nè quý vị, là nó ngập. Cho nên vì vậy mà người ta chạy xe đến khúc này thì người ta chạy chậm và giảm tốc độ lại, chứ không có chạy lẹ quý vị. Thì lẽ thì nó sẽ tạt nước cho mình người ta. Xe nhỏ hay là xe lớn gì cũng vậy, thấy khúc đèn xanh đèn đỏ này, khúc nước cập này thì phải chạy chậm lại, chứ không có chạy lẹ không gì. Chạy lẹ thì ướt mình mấy người ta hết nha quý vị. Quý vị thấy không quý vị? Đó. Thì trời giấc này thì ổng cũng đã chuyển mưa nữa quý vị. Trời giấc này thì ổng đã chuyển mưa nữa quý vị ơi. Thì ngày qua nay thì ông trời ổng cũng mưa. Ông mưa, nói chung là ông mưa là bà con cô bác anh chị em người ta đi buôn bán, nói chung là ế ẩm và rất là khó khăn đối với những ngày mưa gió này. Và đường lộ thì nước là ngập như thế này thì nói chung là rất là khó khăn cho những cái cuộc sống mà cô bác anh chị em người ta mua bán đối với. Và con đường lộ ngập như thế này và đồng thời thì mưa gió thế này thì nói chung là thấy gầu lắm quý vị. Thấy tảng sáng mà ổng đã mưa rồi mà giấc này ổng đã chuyển mưa nữa quý vị, thì thấy hết sức là gầu. Còn lộ ở trên thì mưa mà ở dưới lộ thì nước lại ngập. Thì nói chung là thấy cái hoàn cảnh trường hợp hiện nay thì nói chung là hết sức là khó khăn cho cái cuộc sống hàng ngày mà đi mua bán đó quý vị. Và làm ăn mua bán thì gặp những cái tình trạng mà ở trên thì mưa gió, ở dưới thì nước ngập như thế này thì rất là khó khăn cho những cái người mua bán nha quý vị. Thì đây là cái kênh YouTube mà đây đó Vĩnh Long của Minh Tiền. Minh Tiền chạy từ ở Ba Tràng về đổi về hướng Vĩnh Long tới khu nghiệp Hòa Phú tới đèn xanh đèn đỏ. Thì Minh Tiền thấy nước ngập như thế này thì Minh Tiền ghi hình lại cũng như gọi đến quý vị các bạn của các kia mình chia sẻ với quý vị một video ngắn ở cái khúc đèn xanh đèn đỏ ở khu vực Hòa Phú này, để cho quý vị thấy cái khúc này nước nó ngập quý vị. Xe thì chạy nói chung là sáng nước trơn đó, không chiếc du lịch đó là chạy ẩu đó. Tại vì gặp cái con đường mà nước ngập như thế này đó là phải giảm tốc độ lại để chạy chậm lại. Nếu mà chạy lẹ quá thì văng nước trên mình người ta, những cái xe Honda chạy đó, mình xe mà bốn bánh mà mình chạy ngang lắm vậy thì nó tốc độ nó tạt nước là văng lên mình của người ta hết, ướt nổi hết trơn quý vị. Cho nên mình chạy mình phải giảm tốc độ khúc mà nước ngập như thế này cho người ta đi xe Honda người ta đừng ướt mình, tội nghiệp người ta đó. Như vậy thì cái video ngắn ngày hôm nay Minh Tiền gửi đến quý vị thì Minh Tiền cũng xin chúc cho quý vị và các bạn của anh chị em mình một ngày mới được là dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên người thân người yêu của mình và làm ăn được giàu có và hạnh phúc. Video này có ý nghĩa và hay thì quý vị các bạn của anh chị em mình ủng hộ cho Minh Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để chúng ta không bỏ lỡ những video mới tiếp theo. Bây giờ đây thì Minh Tiền xin phép và xin chào quý vị nha. Hẹn quý vị gặp lại video mới và kính chào.